Xin chào tất cả mọi người, đây là chương trình livestream buổi trưa ngày 19 tháng 4 năm 2024 Như mình đã hẹn với các bạn vào ngày hôm qua thì hôm nay mình sẽ tiết lộ cho các bạn là người thầy cũ của Nguyễn Philip đã ứng cử chức huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ kể cho nhau nghe câu chuyện này Bên cạnh đó là chúng ta sẽ vẫn cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến U23 Việt Nam Và có lẽ là một trong những điểm nhấn lớn nhất của bóng đá Đông Nam Á trong 24 giờ qua Chính là việc Indonesia đã xuất sắc đánh bại Australia trong trận đấu diễn ra vào tối ngày hôm qua và thực sự đây là một trong những cái bất ngờ lớn nhất kể từ đầu giải. Cô Mang là người đã đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất cho U23 Indonesia. Nhưng phải nói là người chơi hay nhất ngày hôm qua chính là thủ môn của Indonesia sau khi đã cản phá được quả phạt đền và hàng tá những cơ hội của Australia. Thực sự đến bây giờ chúng ta bắt đầu cảm thấy lo lắng bởi vì Indonesia không chỉ mạnh ở đội tuyển quốc gia, ít nhất là mạnh hơn đội tuyển Việt Nam với 3 chiến thắng liên tiếp mà U23 của họ bây giờ cũng đang rất mạnh và nói đến đội tuyển quốc gia là nói đến hiện tại, nói đi U23 là sẽ nói đến tương lai gần. Như vậy là chúng ta đã có thể chia sẻ với nhau rất nhiều điều. Sau khi Thái Lan giành được chiến thắng thì Indonesia cũng nối đuôi, cũng có một chiến thắng, chiến thắng rất đẹp luôn. <laughs> chiến thắng của Indonesia thậm chí còn ấn tượng hơn cả chiến thắng của Indonesia trước Australia, thậm chí còn ấn tượng hơn cả chiến thắng của người Thái còn ngày mai thì đội U23 Việt Nam và U23 Malaysia hai đại diện còn lại của Đông Nam Á sẽ gặp nhau trong một trận đấu một mất một còn ở phần sau chúng ta sẽ chia sẻ với nhau rất nhiều điều còn bây giờ thì Minh Hải xin phép là sẽ gửi đến các bạn câu chuyện liên quan đến người thầy của Nguyễn Philip đã tự ứng cử chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam đây là thông tin mà mình có được từ một nguồn tin tại Cộng hòa Séc và mình xin được chia sẻ với các bạn một chút về vị huấn luyện viên này. Ở đây là một huấn luyện viên mình nghĩ là cũng khá là có tên tuổi và ông cũng đã từng có những cái đóng góp không ít thì nhiều dành cho dành cho Nguyễn Philip của chúng ta. Trên màn ảnh của các bạn bây giờ chính là huấn luyện viên người mà đã tự viết giấy ứng cử để làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Ông có tên là Martin Spendic, ông sinh ngày à, 27 tháng 6 năm 1974 và ông cũng đã từng thi đấu ở vị trí tiền đạo. Và thực sự mà nói thì đây cũng là một trong những tiền đạo rất là nổi danh của Cộng hòa Séc trước đây. Và trong sự nghiệp huấn luyện của mình, ông đã bắt đầu từ năm 2000, nếu mà gọi là... À, làm chính thì là từ 2010 ông đã làm cho đội à, Pa Dubai à, sau đó là làm cho đội Banic Ostrava và ông cũng đã có rất nhiều năm làm trợ lý cho đội 1 kể cả là Dynamo Minsk và sau đó thì à, ông đã làm huấn luyện viên trưởng của đội U20 và U21 ông làm một đội huấn luyện viên trưởng đội U20 cộng hòa séc làm trợ lý đội U21 Cộng hòa Séc. Sau đó là ông đến đội Mlanda Bolelap. Đấy, ông ở đây ông làm huấn luyện viên trưởng cái mùa 2016 2017. Sau đó là ông làm trợ lý ở câu lạc bộ này. Và từ 2018 cho đến 2024 thì ông làm huấn luyện viên cho đội slovako Đây chính là đội bóng của Nguyễn Philip của chúng ta. Không biết là các bạn cảm thấy như thế nào nhưng mà mình thì một chút nào đấy, mình cũng cảm thấy rất là vui khi mà ông uh, Martin đã thấy được những cái tiềm năng của bóng đá Việt Nam nhờ những cái thông tin từ Nguyễn Philip. Các bạn đánh giá như nào về thông tin này? Mình thì đánh giá khá là cao bởi vì là hiện nay thì phải nói luôn là các huấn uh, luyện viên đến với uh, bóng đá Việt Nam cũng ngày một nhiều hơn. Những hồ sơ gửi liên đoàn cũng ngày một dày hơn nhưng mà đối với mình thì những cái giá trị xưa cũ tức là chúng ta đã phải quen biết rồi nó đóng vai trò rất là quan trọng và huấn luyện viên Martin cơ hội sẽ phụ thuộc khá nhiều vào chiếc cầu nối mang tên Nguyễn Philip mình nghĩ là Nguyễn Philip thì có mối quan hệ rất là tốt với các cầu thủ cũng như là phòng đội tuyển quốc gia còn bố của Nguyễn Philip thì có mối quan hệ cực kỳ thân tình với chủ tịch liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn cho nên là mình nghĩ là ông Martin sẽ có một cái cơ hội không nhỏ bởi vì là chúng ta cũng biết đây là một người mà theo một cái trường phái bóng đá tấn công ông uh, vốn là một tiền đạo và cũng đã từng thi đấu đỉnh cao ở cộng hòa séc uh, trong sự nghiệp của mình thì uh, ông cũng đã từng có những cái thành tích ví dụ như là uh, ở cái giải vô địch cộng hòa séc thì ông cũng đã một lần giành ngôi á quân đó là năm 2011 2012 2011 2012 thì thực sự là ông đã là ông đã là huấn luyện viên cho câu lạc bộ uh, PADUBAI rồi sau đó là ông xuống đến tận giải hạng tư các bạn ạ Đó là giải hạng tư Thì ông giành chức vô địch mùa 2009-2010 Và ở Slovakia thì ông đã được giành được một cái gọi là cúp quốc gia Cộng hòa Séc Mùa 2021-2022 Sau 6 năm sau 6 năm làm việc cho câu lạc bộ Slovakia thì huấn luyện viên Martin đã xin nghỉ và ông tự ứng cử trước huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Đây là một cái thông tin khá là vui cho tất cả chúng ta Và mình nghĩ rằng là với những cái sự gọi là hào hứng của các huấn luyện viên châu Âu Với vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam Thì mình nghĩ là Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng sẽ có thêm nhiều những sự lựa chọn nữa Mặc dù mình biết rằng bây giờ thì cái ưu tiên của Liên đoàn sẽ dành cho huấn luyện viên châu Á Và trong số các huấn luyện viên châu Á thì họ ưu tiên hơn cho huấn luyện viên Nhật Bản Thậm chí là bây giờ theo thông tin mà mình có được thì một huấn luyện viên người Nhật đang là ứng cử viên số 1 cho vị trí huấn luyện viên trưởng nhưng mà rất là tiếc là danh tính mình vẫn chưa hỏi được à, thực sự là danh tính mình nghĩ là sẽ rất là khó đến khi nào mà họ phải đàm phán với nhau cơ thì mới có thể có được cái thông tin này thực sự là liên đoàn dạo này là giữ thông tin là khá là kín đó là cái thông tin đầu tiên mà mình muốn chia sẻ các bạn ở phần đầu của chương trình còn bây giờ thì xin phép các bạn chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện về U23 Việt Nam U23 Việt Nam thì à, trong 24 giờ qua có rất là nhiều thông tin, mình xin phép chia sẻ với các bạn chút xíu Đây là Minh Khoa, một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của đội U23 Việt Nam trong trận gặp U23 Kuwait Và mặc dù không ghi bàn Mặc dù có một cái tình huống uh, Bị uh, Gọi là gì uh, Không được công nhận bàn thắng do đội Việt Vị hoặc là một cái pha gọt của bóng rất là ngọt Như là bóng đi chạch không thành Thì uh, Minh Khoa ngày hôm qua cũng đã chia sẻ khá nhiều điều Uh, theo như thông tin từ Kata, thì huấn uh, luyện viên Hoàng Anh Tuấn ngày hôm qua đã dành toàn bộ buổi sáng cho các cầu thủ thả lòng tại khách sạn. Còn buổi tập chiều thì ông uh, yêu cầu là anh Brandy, tức là chuyên gia về thể lực chú trọng những bài tập để đẩy nhanh cái tiến độ và cái tốc độ hồi phục thể trạng cho anh em cầu thủ của chúng ta để phục vụ cho những buổi tập vào ngày hôm nay và để ngày mai chúng ta còn thi đấu. Về Minh Khoa thì bạn ấy chia sẻ khá là nhiều điều Trước trận đấu đầu tiên lúc nào thì cũng sẽ rất là khó khăn với mọi cầu thủ May mắn cho toàn đội là chúng ta đã có kết quả tốt trước UE3 QS Điều này giúp cho các cầu thủ chúng ta giải tỏa được rất nhiều áp lực Sau trận đấu toàn đội đã có một không khí rất vui vẻ Chúng tôi đã trao đổi với nhau về những tình huống đã diễn ra trên sân Để rút được kinh nghiệm Sau đó là có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu gặp Malaysia Sau tấm thẻ đỏ của... Ngọc Thắng, thì tôi đã thấy là Thắng rất là buồn. cả đội thì ai cũng đồng cảm với Thắng thôi. động viên để cậu ấy tiếp tục cố gắng hơn nữa, tập luyện và giữ được cái thể trạng cũng như tinh thần tốt nhất cho chặng đường tiếp theo. Đây cũng là điều mà toàn đội luôn khích lệ nhau mỗi ngày sau mỗi trận đấu. Và với cái việc uh, chúng ta đang bị uh, khá nhiều những bất lợi về va, đây là toàn là bất lợi chủ quan thôi. thì uh, Minh Khoa có nói. Trước giải đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và ban huấn luyện đã dặn dò khá nhiều về vấn đề liên quan đến va. Tuy vậy thì đôi khi trong thi đấu các cầu thủ cũng không thể tránh được cái việc bị cuốn vào tình huống vốn diễn ra rất là nhanh. Từ những sai lầm toàn đội sẽ ý thức chúng ta cần phải phát triển bản thân tốt hơn nữa. Coi đó là một bài học kinh nghiệm. Về mục tiêu với đội U23 Malaysia thì uh, Võ Hoàng Minh Khoa có đưa ra một quyết tâm rất là lớn. Đội tuyển đã vượt qua được những khó khăn đầu tiên Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì những cái điều tích cực nhất Và phát huy những gì tốt nhất đang có trong tay Để hướng đến một kết quả tốt nhất ở trong trận đấu tiếp theo Chả nói gì nhưng mà chúng ta cũng biết là chắc chắn là đội tuyển của chúng ta sẽ đặt mục tiêu là giành chiến thắng Ngày hôm nay là ngày 19 tháng 4 Thì ba đấu luyện sẽ tiến hành mổ băng để rút kinh nghiệm trong cái trận đấu gặp UAE và lên phương án cho U23 Malaysia. À, chúng ta cần một chiến thắng để chắc chắn vào được vòng tứ kết. đây chính là huấn luyện thể lực à, người mà đã được huấn luyện viên à, Hoàng Anh Tuấn yêu cầu là phải giúp cho các cầu thủ lấy lại được cái thể trạng tốt nhất. anh Brandy này là một người mà có lẽ là cũng là một người theo một cái trường phái gọi là huấn luyện khá là hiện đại và ông không chỉ giúp cho các cầu thủ của chúng ta có được cái sự thoải mái nhất khi tập luyện mà còn chuẩn bị một cái nền tảng về thể lực cũng như là nền tảng về thể trạng thể chất tốt nhất cho các cầu thủ của chúng ta. đương nhiên là chúng ta sẽ vẫn phải tập rồi, các cầu thủ thì vẫn phải tập và chắc là các bạn sẽ rất là quan tâm đến tình hình chấn thương. Theo thông tin mà mình có được, thì trường hợp của Văn Tùng có thể là ngày hôm nay bạn ấy sẽ ra sân tập được với với toàn đội và Văn Tùng thì cũng đã uh, chia sẻ gọi điện về nhà và nói rằng là bạn ấy nghỉ ngơi thì sẽ trở lại được thôi chứ chấn thương của Văn Tùng thì không có không đến mức quá là nghiêm trọng thật sự mà nói là những gì U23 Việt Nam thi đấu và thể hiện trong trận đấu gặp U23 Kuwait mình nghĩ đấy không chưa phải là phiên bản tốt nhất của chúng ta còn tất nhiên là huấn viên Hoàng Tuấn còn rất nhiều điều phải làm và cũng rất khó để chúng ta nói được với nói trước về vấn đề bóng đá trẻ bởi vì là sau sau một trận đấu rất tệ có khi lại là một trận đấu rất thăng hoa sau một trận đấu chơi cực kỳ bùng nổ lại là một trận đấu chơi ỉu xìu xìu cái này thì thực sự là sẽ rất khó mình thực sự là đánh giá là ueba malaysia là một đội bóng mạnh các bạn ạ không biết là mọi người đánh giá như nào nhưng mà mình đánh giá là ueba malaysia mạnh với những cái gì mà họ đã thi đấu ở trận đấu đầu tiên thì mình nghĩ là có lẽ là họ cũng giống việt nam là chúng ta vẫn còn giữ miếng, giữ mảng để làm sao gặp nhau bởi vì trận đấu này là trận đấu quyết định rồi. Sau khi mà Malaysia đã bị thua Uzbekistan trong trận đấu đầu tiên thì trận đấu này chúng ta thắng phát là chúng ta vào luôn vòng trong. Tất nhiên là vẫn vẫn còn có nguy cơ. Vẫn còn có nguy cơ bởi vì là anh U23 Kuwait mà anh ấy đánh bại được U23 Uzbekistan, sau đó lại đánh bại nốt cả U23 uh, Malaysia. Thì điều đấy có nghĩa là cả U23 Việt Nam, U23 Uzbekistan và U23 Kuwait đều được 6 điểm. Thì lúc đấy sẽ tính vòng tròn. Như là các bạn cũng còn nhớ đúng không ạ? Anh Hoàng Anh Tuấn đã từng đã từng rơi vào trạng thái là khi anh cầm đội U19 đúng không? Các bạn nhớ giải đấu đó đúng không ạ? Chúng ta có hai chiến thắng đầu tiên rồi nhưng mà trận cuối chúng ta thua ba đội 6 điểm và cuối cùng đội của anh Hoàng Anh Tuấn vẫn bị loại Chứ là những cái nỗi đau, những cái sự cay đắng đó Nó sẽ đi theo anh Tuấn suốt cả cái cuộc đời sự nghiệp của mình Đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn ở phần đầu của chương trình Còn về U23 Việt Nam thì mình nghĩ là trường hợp của Đình Bắc là trường hợp rất là đáng tiếc Sáng ngày hôm nay thì mình cập nhật được thông tin là Đình Bắc không còn cơ hội để thi đấu Cho dù chúng ta có vào đến tận, tận trận chung kết Thậm chí nhiều người nói là ngay cả sau khi V-League trở lại Thì chưa chắc Đình Bắc đã có thể thi đấu được Đây là một cái chấn thương khá là nặng của Đình Bắc rồi còn trường hợp của Quốc Việt thì bạn đấy bị sốt virus và sau khi được các bác sĩ chăm sóc thì bạn ấy cũng đã trở lại và mình nghĩ rằng là Quốc Việt vẫn có thể thi đấu trong trận đấu tới. Nói tóm lại là ngoài Đình Bắc bị chấn thương và nghỉ đến hết giải thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn còn đủ 6 tiền đạo. Đó là Võ Nguyên Hoàng, đó là Văn Trường, đó là Khuất Văn Khang, đó là trường hợp của Minh Quang, đó là trường hợp của à, ai nữa nhỉ? À, 6 người. Tổng cộng là 6 người chúng ta còn đủ người các bạn ạ chúng ta không có gì phải lo cả à, về vị trí trung vệ thì khả năng là mạnh hưng sẽ là người mà được uh, thi đấu chám vào vị trí mà ngọc thắng để lại ngọc thắng đang là đội phó và mình nghĩ là cùng với đình bắc thì ngọc thắng đúng là một người quá là đen đủi ở trong cái uh, giải đấu mà các bạn ấy đặt kỳ vọng khá là nhiều thì cuối cùng lại phải trả giá khá là đắt đó là những cái gì mình trả lời các bạn ở trong phần đầu đặc biệt là câu chuyện liên quan đến thầy của Nguyễn Philip là ông Martin Spadic đang tự ứng cử chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam và ông cũng đã ông đã thanh lý hợp đồng với Slovakia trước thời hạn để sang Việt Nam sớm hơn và mình nghĩ là đây sẽ là một người có lợi thế bởi vì là huấn uh, luyện viên Martin Spadic sẽ là người được Philip Nguyễn hiểu rất là rõ và Nguyễn Philip cũng sẽ báo cáo nếu như trong trường hợp uh, liên đoàn bóng đá Việt Nam phòng đội tuyển quốc gia muốn tham khảo về ứng cử viên này. Bên cạnh đó thì bố của Nguyễn Philip là, là, là chú rất là rất là kiểu đau đáu về bóng đá Việt Nam và chú cũng có mối quan hệ rất là tốt với anh Trần Quốc Tuấn. Mình nghĩ là nếu như trong trường mà huấn luyện viên Martin mà đề nghị được sự giúp đỡ thì mình nghĩ là chắc là chú cũng sẽ hỗ trợ thôi. Đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn. Còn ở phần sau sẽ còn rất nhiều những thông tin mới và nóng. Ví dụ như là danh sách các ứng cử viên là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, thứ tự của các ứng cử viên đó rồi các điều khoản mà đôi bên sẽ đàm phán với nhau. Những cái thông tin này mình sẽ gửi đến các bạn ngay. Ai chưa like thì các bạn nhớ like cho mình. Ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký. Khi các bạn đăng ký các bạn nhớ ấn vào chuông và chọn thông báo để khi nào có những cái thông tin mới nóng mà mình vừa kể, mình sẽ báo lại cho mọi người ngay. À, bạn hoa đà lạt của đó là tôi nghĩ combo huấn luyện viên nhật cho đội tuyển nam và nữ khả năng rất là cao hôm trước mình có nói với các bạn là có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá việt nam là cả đội tuyển nam và cả đội tuyển nữ đều là huấn luyện viên nhật bản và cũng là lần đầu tiên trong lịch sử mà huấn luyện viên đội tuyển nam và đội tuyển nữ đều là người nhật bản và đều đưa chúng ta đi tập huấn vào tháng 6 này tại đức và cũng là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá việt nam và mình nghĩ là cũng rất là hy hữu với những nền bóng đá khác đó là lần đầu tiên một đội tuyển quốc gia được dẫn dắt bởi hai huấn luyện viên đến từ cùng một quốc gia và ông giám đốc kỹ thuật cũng lại đến từ quốc gia đó. Các bạn biết là giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng Việt Nam là một người Nhật. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nam khả năng cao cũng là một người Nhật. Huấn luyện viên đội tuyển nữ thì quá cao sẽ là một người Nhật. Thế là cái này cũng là một điều rất là rất là phải nói là hạn hữu các bạn ạ. À, bạn Minh viết có nói là Indonesia mạnh quá anh Hải ạ à. Đúng rồi ngày hôm qua các bạn xem đá như máy luôn hôm qua thực sự là đá kinh khủng luôn các bạn nhìn thấy cái tiết tấu trận đấu họ đá với họ đá với uh, Australia không hề lép vế thật sự luôn là chúng ta quá là bất ngờ nào xem bạn Linh Lê đâu nào có nhiều người mách cho bạn Linh Lê đang nói bậy Ok, bạn Linh Lê Mình cũng chưa biết là cái hình hài của bạn nó như thế nào Nhưng mà body shaming là một điều rất là Rất là Đáng nhục nhẽ Ok, không sao cả Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nhá Bây giờ các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra nào Mình sẽ trả lời những câu hỏi của các bạn Ở phần sau nhá Ai chưa like thì nhớ like cho mình Ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký nhá Mình sẽ còn rất là nhiều những thông tin mới nóng để gửi đến các bạn rất vui vì Văn Trường đã trở lại Đúng, Văn Trường trở lại là lợi hại hơn xưa Anh Hoàng Anh Tuấn cũng đang rất là cố gắng Để hỗ trợ cho bạn đấy trở lại với phong độ cao nhất Ở phần sau mình trả lời nhé Còn bây giờ vẫn là Cao Ba Long Sản phẩm hỗ trợ điều trị yếu sinh lý ở Nam giới Các bạn nam bị yếu sinh lý qua thời kỳ đỉnh cao Hoặc bị giảm chức năng đàn ông Vì bất cứ lý do gì Do tuổi tác, do áp lực, do công việc hoặc do cơ địa thì cao ba long nó giúp anh em của chúng ta là kéo dài tuổi thanh xuân và kéo dài cả cái thời gian của người đàn ông nữa ok các bạn nghe thế các bạn hiểu ý mình đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sử dụng Cava Long thì về sau về già chúng ta giảm được nguy cơ bị đau lưng, đau xương, đau cơ, đau khớp, giảm được nguy cơ bị thoái hóa xương, loãng xương, thiếu canxi, giảm được nguy cơ bị gãy chân, gãy tay, gãy xương. Đó, và đây chính là cái tác dụng rất tốt dành cho người lớn tuổi. Nếu gia đình nhà chúng ta có người lớn tuổi, chúng ta nhớ mua để cho những người lớn tuổi trong gia đình đỡ bị đau lưng, đau xương, đau cơ, đau khớp, giảm nguy cơ bị thoái hóa xương, loãng xương và giảm luôn cái nguy cơ bị gãy chân, gãy tay, gãy xương. Còn nếu như chẳng may bị gãy rồi Thì cao ba long nó giúp liền nhanh hơn Và cái vết nối đấy nó sẽ chắc chắn hơn Các cháu nhỏ bị còi xương suy dinh dưỡng chậm lớn biếng ăn hay góc nhỉ Đây chính là tác dụng tuyệt vời Cao ba long sẽ giúp các con phát triển bộ khung Để cải thiện cả thể lực lẫn thể hình Tức là về sau các con vừa to cao và vừa khỏe mạnh Thứ ba đó là nó sẽ giúp cho các chị em của chúng ta điều hòa lại nội tiết tố cho nó chuẩn xác và điều đoạn như một chiếc đồng hồ như thời còn con gái Các chị em mới sinh con thì nó sẽ giúp các chị em hồi phục lại Sau 9 tháng người ngày mang nặng đẻ đau Các chị em chắc chắn là cơ thể nó sẽ nó sẽ bị sồ sề đi Mình rất xin lỗi, mình phải nói là như vậy Vợ mình cũng vậy Rồi trong quá trình thai kỳ bao nhiêu dưỡng chất cơ bản truyền hết sang cho con Đây là lúc mà Cao Ba Long nó sẽ củng cố cho các chị em cái chân đế Tức là nó củng cố bằng cách là nó đưa những cái những cái dưỡng chất cơ bản mà chúng ta đã truyền sang cho con rồi nó bổ sung lại cho các chị em để cho các chị em luôn luôn khỏe khoắn vững vàng và chắc chắn nó còn điều hòa lại nội tiết tố để các chị em như thời của con gái số điện thoại mình để trên logo 024 7777 -8877. website là đông shop vn đây chính là cao ban long san tai à, nó là an tai đây là được nhập từ siberi nga nha các bạn nhé từ những con hươu cực kỳ là khỏe mạnh các bạn nhớ hộ mình nhá đó Sản phẩm này là sản phẩm chính hãng, nếu mà không chính hãng mình đền các bạn 1 tỷ. Đấy, và các bạn nhớ dù mình là giá này vẫn là giá mình đưa xuống các bạn cái giá thấp nhất trên thị trường, không ở đâu có được. Đây là đông trùng hạ thảo, một sản phẩm giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ vì nó bổ sung thêm dưỡng chất. Dưỡng chất này hay một cái là bổ nhưng không béo, cực kỳ tốt cho sức khỏe. Nó còn tăng số lượng tế bào tốt để bổ sung đến tất cả các bộ phận trên cơ thể. Đấy, các bạn thấy không? Cơ bắp luôn luôn săn chắc, cơ thể luôn luôn tráng kiện. Và điều quan trọng đó là nó kích hoạt cái cơ chế tự hàn gắn nội thương Cơ thể của các bạn ở đâu có khối u nó lấp đầy khối u để lại Ở đâu có sự đứt gậy về mặt tế bào nối liền vào Và nếu các bạn đã trải qua phẫu thuật Thì nó sẽ bịt kín những cái lỗ giò mà cơ thể của chúng ta đang bị Đúng không ạ? Đó là hay lắm chứ là đây chính là cái sản phẩm mà mình luôn khuyên các bạn nên dùng Cái tác dụng thứ ba là tác dụng rất là hay Các bạn biết là cơ thể của chúng ta được bảo vệ bởi một vòng tròn miễn dịch Vòng tròn miễn dịch này nó giống như hệ thống phòng ngự bệnh tật tấn công nếu hệ thống phòng ngự chúng ta đủ mạnh là chúng ta đẩy lùi được bệnh tật nhưng không nhưng thật là không may là chúng ta ngày càng yếu đi và vì ngày càng yếu đi cho nên là bệnh tật nó ngày càng thắng thế và khi nó thắng thế rồi thì nó sẽ xé rách cái hệ thống phòng ngự và bệnh tật nối đuôi nhau đi vào như đi vào chỗ không người như dứt điểm vào khung thành bỏ trống lúc này thì đông trùng hạ thảo nó phát huy tối đa khả năng của nó tức là nó chi viện cho chúng ta ví dụ cơ thể sinh ra được một triệu kháng thể thì đông trùng hạ thảo sinh ra thêm một triệu nữa là hai như vậy là hệ thống phòng ngự chúng ta tăng lên gấp đôi và nó đồng nghĩa với việc là giống như kiểu khung thành đang được bảo vệ bởi 11 người thì bây giờ nó được bảo vệ bởi 22 người các bạn thấy tuyệt vời không đấy là lý do vì sao các chuyên gia các bác sĩ các giáo sư luôn khuyên chúng ta nên dùng cho những người bị bệnh khó chữa những người cần chế độ chăm sóc đặc biệt về sức khỏe, những người đang bị ốm hoặc mới ốm dậy, những người mà muốn tăng cường hệ miễn dịch, một sản phẩm giúp các bạn sống lâu, một sản phẩm giúp các bạn sống khỏe và sống hạnh phúc, cái này các bạn nên sử dụng cho chính mình, cho người thân và làm quà tặng quà biếu thì hết nước chấm luôn. Số điện thoại mình để trên logo 024 7777 8877 các bạn alo đến số điện thoại này để được các chuyên gia tư vấn và đông á shop vn chính là website mời các bạn vào thăm website đông á shop vn nó vẫn là hàng chính hãng Một sản phẩm không chính hãng Mình vẫn đền các bạn 1 tỷ Và đây là cái mức giá mà Vlog Minh Hải Đã điều được cho các bạn Đây là mức giá thấp độc quyền Chỉ dành cho livestream của chúng ta thôi Cảm ơn các bạn rất là nhiều Bây giờ chúng ta tiếp tục đến với phần trả lời câu hỏi Quang Trần mình giống Minh Hải Đội Malaysia rất mạnh Nếu ngày mai Việt Nam không cải thiện Nhiều thì sẽ phơi áo trước Malaysia Theo như phán đoán của em thôi Là anh Hoàng anh Tuấn sẽ biết được điều này anh Hoàng anh Tuấn sẽ chơi phòng ngự phản công Chúng ta khả năng rất cao là sẽ chuyển về sơ đồ chiến thuật là 352 và chúng ta sẽ chơi 3 tiền vệ trung tâm. Theo những quan điểm cá nhân của mình là thế. Còn bây giờ các bạn thấy rồi là va nó hoạt động hết công suất, các trọng tài bắt ngày càng chặt hơn, thẻ đỏ nhiều hơn, pen nhiều hơn. Vừa phạt đền vừa thẻ đỏ, các bạn thấy thực sự luôn. Ngọc Mai chào Minh Hải, xem U23 Indo đá quá hay. Họ trưng trạc khéo, bình tĩnh và khỏe. Lo cho Việt Nam mình quá Hải ơi đá trịch trọc và thể lực yếu nữa Minh Hải nghĩ sao Cảm ơn Bác Ngọc Mai thân mến là bác nhận xét là hoàn toàn đúng Nhưng mà nếu mà chúng ta xem Indo đá Thì cái mà em sợ nhất ấy Chính là cái tốc độ Cái tốc độ của họ đẩy lên rất cao Cái cường độ vận động của họ Phải nói là họ hoạt động cực kỳ là hiệu quả Đá với Australia Phải nói là to cao như thế Nhưng Indonesia không hề lép vế Và tất nhiên là ngày hôm qua Thì cũng phải nói là thủ môn của của Indonesia quá hay nhưng mà các chân sút của Australia ngày hôm qua cũng rất là kém duyên Thực sự là quả phạt đền còn không ăn nữa thì thật sự là khó hiểu bạn Sơn Nguyễn có nói là gặp Malaysia liệu anh Tuấn chỉ đạo đè đối thủ ra mà đá hay chơi thủ phản Minh Hải nhỉ? Cảm ơn Minh Hải. Anh Sơn hình như cũng đá bóng đúng không ạ? Anh dùng cái từ thủ phản là em thấy là rất là chuẩn luôn. Chúng ta khả năng cao là sẽ chơi thủ phản nhưng mà anh Hoàng Anh Tuấn thì luôn luôn muốn chơi tấn công và mỗi một người thì có một triết lý khác nhau và mỗi một cái giai đoạn mỗi một thời điểm của trận đấu người ta sẽ chơi một loại chiến thuật khác nhau thủ phản ở đây có nghĩa là chúng ta phòng thủ và phản công nhưng mà nhiều người chơi phòng ngự bằng cách là kiểm soát bóng cũng có nhiều người lấy công làm thủ thì đấy là cái quan điểm cái chúng ta gọi là gì mỗi một người sẽ có một cái triết lý riêng cái cách vận hành đội bóng riêng mình hơi lo mình khá là lo cho U23 Việt Nam trong trận đấu ngày mai với Malaysia. Tất nhiên là chúng ta vẫn phải chơi thôi. Anh Hoàng Anh Tuấn cũng rất rất máu lửa đấy. Kim Anh ngờ có nói là Hải có tin là Việt Nam mình lại ăn thẻ đỏ hay không? À, với cái kiểu như thế này thì thẻ đỏ là điều mà có lẽ là chúng ta hoàn toàn có phải có thể lường trước. Bởi vì là đấy như Minh Khoa có nói về cái trường hợp của Ngọc Thắng và nó giống hệt như cái gì mình bình luận với các bạn là ngọc thắng nó bị cuốn vào tình huống không tỉnh táo và nhận định của chúng ta cũng là như vậy và nếu mà chơi ở cái 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 tầm châu lục cái tốc độ của trận đấu nó lên cực cao như này thì nếu mà chúng ta mà không tỉnh táo là nguy hiểm lắm à, bạn à, võ võ nhân có nói là văn trường chuẩn hơn xưa Em nói với mọi người luôn là khi Văn Trường bị xuống phong độ ai cũng kêu đúng không ạ Nhưng mà em thì em biết là bóng đá mà Rất là khó để có một ai đó mà có thể chơi được từ đầu đến cuối với một cái phong độ Ngày càng tăng dần Em thì em sợ Em em không em không dám nói như vậy Gmen U23 lứa này trông có vẻ rất là nhiệt huyết Huấn luyện viên QS thừa nhận thể lực của U23 Việt Nam tốt hơn, cảm giác là lứa trẻ còn thể lực và nhiệt huyết hơn đội tuyển. À, em thì không nghĩ như anh đâu, em không nghĩ như bác. Bởi vì là U23 của chúng ta thì đúng là động lực mạnh hơn, các cầu thủ trẻ thì đương nhiên là khỏe. Nhưng mà em nghĩ là đội tuyển quốc gia thì nó hội tụ đầy đủ yếu tố hơn, nó có sự cân bằng hơn. Có sức mạnh của tuổi trẻ nhưng lại có cái có cái sự ưu việt của kinh nghiệm. Đấy các bạn nhìn thấy ở trung vệ của đội tuyển chúng ta không bao giờ có những cái tình huống như là Ngọc Thắng đã can thiệp trong tình huống đó. Mình nghĩ là sau này Ngọc Thắng sẽ Ngọc Thắng sẽ rất là trưởng thành. Vì bạn ấy đã trải nghiệm cái sự cay đắng. Đấy và về sau bắt buộc phải vắt tay lên chán và suy nghĩ thôi. Thụy Nguyên của nó là Văn Trường hợp với Quốc Việt, Văn Trường và Quốc Việt làm đôi bạn rất rất thân các bạn ạ. Rất thân luôn. Đi đâu họ cũng đi với nhau, thậm chí là họ đi với nhau còn cầm tay nhau, khoác vai. Nhiều hôm mình phải hỏi là hai ông này có vấn đề gì không đấy? Mà tại sao đi đâu cũng như hình với bóng. Thực ra họ gắn bó như vậy là rất là tốt. Bạn Phong Lê có nói là thông tin này huấn luyện viên mấy ngày trước Nguyễn Philip cũng đã hé mở rồi. À mình thì lại không lấy được cái nguồn từ Nguyễn Philip mình lấy từ một nguồn khác nhưng mà cũng rất là gần với nguyễn philip mình uh, mình không có follow kênh của của nguyễn philip cho nên là mình không biết mình chỉ uh, có thông tin từ ngày hôm qua thì hôm nay mình chia sẻ thôi <laughs> ok bạn tivi hình mẫu bạn tivi hình mẫu uh, bạn thấy không bạn cứ mắng chửi người khác thì người nghe những cái điều tiêu cực đầu tiên chính là bạn đúng không khi bạn nắm bạn ném đất vào người người khác thì người bị bẩn đầu tiên chính là tay của bạn đấy à, đối với mình thì không vấn đề gì ok không có vấn đề gì bạn cứ nói thoải mái bạn nói với mình thì cứ thoải mái nhưng mà nếu mà ra ngoài đời ấy, đừng nói bởi vì nếu không thì mình sợ là răng của bạn lại phải đi thay đấy Bạn uh, Long Nguyên có hỏi anh Hải cho em hỏi không biết mấy cầu thủ tập cái gì ở câu lạc bộ mà sao ra đá cứ phạm lỗi sơ đẳng vậy. Đấy, mình cũng đã nói với các bạn rồi đấy. Là uh, đấy chính là cái hậu quả của một cái nền đào tạo trẻ của chúng ta không đi nơi đến chốn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cứ đặt ra nhá. Câu hỏi hay, ý mình nói là các bạn có câu hỏi hay thì các bạn đặt ra cho mình nào. Nguyễn Viết Đoàn 36, em chào anh Hải, em làm việc tại Đài Loan, em rất yêu quý anh Hải và thường xuyên xem các chương trình của anh. Chúc anh sức khỏe để cho chúng em biết được nhiều thông tin chính xác về đội tuyển Việt Nam, luôn ủng hộ anh. Cảm ơn Nguyễn Viết Đoàn, chúc Nguyễn Viết Đoàn cũng như là bà con Việt Kiều của chúng ta đang học tập làm ăn ở nước ngoài, luôn luôn mạnh khỏe, mang cho chúng ta thật nhiều ngoại tệ về, mang chúng ta thật nhiều kinh nghiệm về và mang chúng ta cả sự văn minh ở nước ngoài nữa Cảm ơn các bạn rất là nhiều Các bạn chính là những người mà làm cho đất nước Việt Nam chúng ta giàu lên về mọi mặt Giàu lên về tài chính, giàu lên về ngoại tệ Giàu lên cả về kinh nghiệm, kiến thức Và mình thì đề nghị mọi người là mang những sự văn minh về Khi mà đây tâm sự với mọi người nhẹ nhàng tí, mỏng mỏng một tí Là mình rất là mong con mình sẽ đi du học Không phải để lấy kiến thức đâu Không phải để làm ông nọ bà kia đâu Mà để học được cái sự văn minh Để mang về biết được chúng ta văn minh chúng ta hành xử như nào với mọi người cho nó cho nó chuẩn mực bạn Quế Nguyễn nói là Minh Hải có bán quần thể thao không em không à, Thế Hiếu Nguyễn ngoài thầy Park ra không một huấn viên nào có thể đảm đương được nhiệm vụ mà chúng ta cần lúc này chỉ có người không hiểu biết về bóng đá mới nói thầy Park chỉ chơi được lối đá phòng ngự phản công mình hoàn toàn đồng ý với bạn Nguyễn Thế Hiếu bởi vì là cái sự hạn chế của bóng đá Việt Nam của chúng ta Cái điểm tới hạn của chúng ta Cho nên là nó kéo tụt luôn cả huấn luyện viên Park Hang Seo xuống Chứ huấn luyện viên Park Hang Seo là một người cũng theo trường phái tấn công đấy Bởi vì ban đầu lúc mà thầy Park mới sang là thầy định cái sơ đồ là 4-4-2 tấn công Nhưng mà cuối cùng thì lại phải đá ba chung vậy Cái hạn chế lớn nhất của thầy Park chính là điểm tới hạn của bóng đá Việt Nam Đấy Chứ là nếu mà chúng ta mà nâng cao được cái điểm tới hạn của mình Tức là mình phá bỏ những cái giới hạn của bản thân thì mình nghĩ rằng là thầy Park sẽ còn có thể cống hiến được mình cũng rất là đồng ý với bạn Thế Hiếu Nguyễn là vào thời điểm này nếu được chọn nếu được quyền quyết định mình quyết định là mời thầy Park còn tất nhiên là mời thầy Park chưa chắc thầy đã đồng ý bạn Thịnh F có nói là anh Hải ơi bác sĩ thể lực của Indonesia có phải là bác sĩ trước làm cho đội tuyển Việt Nam không ạ đấy không phải là thể lực mà đấy là bác sĩ đấy chính là bác sĩ Choi Bác sĩ Choi là tránh mặt Tránh mặt gặp đội tuyển Việt Nam hai trận Thế là hôm mình sang Indonesia Mình đã đi tìm bác sĩ Choi nhưng mà không gặp được Thì sau đó bác sĩ Choi lại tái xuất Và bác sĩ Choi nói là Bác sĩ Choi có việc bận Có việc riêng Nhưng mà các bạn biết rồi Thực tế là không phải như vậy Thiết lưu văn còn là tin tức Minh Hải cung cấp nhanh và chính xác Em cảm ơn mọi người rất là nhiều Em luôn luôn cố gắng mà thế Hiếu Nguyễn, anh Hải, phải nói là anh đóng góp cực kỳ nhiều cho bóng đá Việt Nam. Ôi, anh Thầy Hiếu Nguyễn ơi, em không dám đâu. Em cũng chỉ là một nhà báo nhỏ nhoi, một phóng viên chiến trường đam mê công việc và luôn có trách nhiệm với khán giả thôi. Chứ còn em, thật sự là em cũng sợ. Không dám nghĩ về câu chuyện mình đóng góp nhiều đâu. Dậu Trần Thị, mới Hải nói chuẩn đó, sống ở nước ngoài mới thấy lối sống của họ rất văn minh. Em nói là mọi người sang Nhật hay là đi những cái xã hội tiến bộ Chúng ta cái quan trọng nhất là chúng ta học được cách hành xử Chứ còn đấy các bạn đứng ở đây này Thỉnh thoảng vẫn có mấy ông vẫn còn chửi bới Nói chung là mình cũng không hiểu là cuộc sống của họ về sau nó sẽ như thế nào Nhưng mà chắc chắn là họ sống một cuộc sống không văn minh Và cái cái sự không văn minh này ấy, nó sẽ gây hại cho những người mà họ sống cùng Chứ họ chửi mình một câu mình block là hết Nhưng mà họ sẽ sống cả đời với bố mẹ, sống cả đời với vợ con thì những người sống xung quanh sẽ khổ lắm Và đó vẫn là những cái chia sẻ của mình Đây chính là chiếc áo Vicento President Chiếc áo này làm bằng lụa Nhật Bản Nó mềm mịn mượt và không nhăn Cái này mà các bạn mà mặc vào mùa hè này Thì nó là hết nước chấm Đây là bộ sưu tập mới nhất của Vicento Đấy, Nó phải lụa, lụa của Nhật Bản nhé các bạn nhé Không nhăn đâu Và các bạn ạ à, Giá của nó còn mềm hơn cả lụa Nhật Bản Bình thường ra thì các bạn phải mua cái áo này Với giá trên 1 triệu nhưng ở trên livestream của Vlog Minh Hải thì Vicento giảm cho các bạn thêm 40%, giá chỉ còn 639 000 Nếu các bạn mua combo 3 chiếc thì nó lại còn rẻ hơn nữa, 1 triệu 398 000 Và các bạn còn được tặng thêm một ví da cá sấu trị giá 1 triệu 598 000 Các bạn thấy hay không? Cho dù là đây nó chỉ là phần quà tặng cho các bạn thôi, nhưng mà vì mình nói là đây là ví da cá sấu, nếu các bạn chứng minh nó không phải là ví da cá sấu, mình lại đền các bạn 1 tỷ, không vấn đề gì luôn. Nếu các bạn đến với vicento.vn thì bạn có một cái quyền đó là tự thành lập combo các bạn đi quanh vicento.vn một vòng. Bạn lấy các sản phẩm bỏ giò hàng. Đấy và các bạn mua cái combo càng nhiều các bạn được giảm giá càng sâu. Mua combo càng nhiều được tặng quà càng lớn. Và nếu các bạn đến 240 kim mã các bạn nhớ đọc phát Vlog Minh Hải vì có thể các bạn sẽ được tặng quà thêm hoặc là được giảm giá thêm. Bên cạnh đó thì mình cũng chia sẻ với mọi người số điện thoại đó là 0889333300. Nếu các bạn không gọi được Các bạn nhắn tin qua Zalo giúp mình cho đỡ tốn tiền Đấy, Số điện thoại mình để ngay trên logo này Ngoài ra thì chúng mình cũng còn một combo nữa Đó là combo dành cho hai chiếc ổ điện Men Một chiếc là C4, một chiếc là V8 Các bạn đang nhìn thấy trên màn hình Và hai combo, cái combo này hai chiếc này giá chỉ là 728k Một chiếc này bình thường là bán là giá là 498.000 Em này là 339.000 Tức là các bạn và cộng hai cái này vào thì nó rơi vào khoảng tầm trên 800. Nhưng bây giờ các bạn mua combo này thì giá nó giảm đi chỉ còn có 720k thôi. Nếu các bạn mua combo 3 chiếc thì giá là 1 triệu 398 nghìn. Các bạn vẫn được tặng một ví dạ cá sấu trị giá 1 triệu 598 nghìn. Còn em này thì đúng là hết nước chấm luôn. Đúng không ạ? Loại đồng 3 ly. Cho nên là nó sẽ chịu được tải lên đến 4.000 w Và nó các bạn cắm 2-3 lồi lẩu và ăn tẹt ga. Bên cạnh đó là nó còn giúp cho các bạn một điều rất rất là quan trọng Đấy là chống cháy nổ Con này nó chịu được nhiệt lên đến 750 độ các bạn ném vào ok luôn Các bạn đi chơi, đi học, đi làm hoặc đang đi ngủ Thì anh Atomat này anh vẫn thức Thức 24 trên 24 để đảm bảo cho các bạn Là cái ổ cắm điện này nó không bị cháy nổ Để bảo toàn tính mạng và tài sản cho gia đình nhà các bạn mà ở đây là bố mẹ là vợ con của chúng ta là khối tài sản mà chúng ta đã mất cả một cuộc đời để tích góp một chiếc C4 để ở trên bàn lẩu hoặc là để ở ngoài phòng khách cực kỳ đẹp. Một chiếc V8. Đấy, các bạn để ở trên bàn làm việc nó cực kỳ gọn gàng luôn. Các bạn nhớ nhá. Bộ đôi này giá là 720k. Các bạn mua 3 chiếc 1 triệu 398 000 được tặng một ví da trị giá 1 triệu 598 000 Số điện thoại vẫn là đây 0889 333300 chỉ khác cái website là menhouse vn đang xuất hiện trên màn hình của các bạn cảm ơn các bạn rất nhiều bạn trần đình chính có nói là minh hải đang mặc quần đùi nha ha 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 em không đang mặc quần đùi em đang mặc quần lửng em đang mặc quần sóc mà thì livestream như này mọi người đâu nhìn thấy chân đâu em mặc quần xót cho nó thoải mái đấy mọi người thấy không dạo này em cũng uh, sau một thời gian mọi người kêu là minh hải dạo này gầy quá thì em cũng bắt đầu đang tăng cân trở lại bạn thịnh ép của nó là em thấy bác sĩ Choi rất nhiệt tình với công việc và những cầu thủ hồi phục rất là nhanh bác sĩ Choi là chuyên gia về hồi phục gọi là bác sĩ thì là hơi quá nhưng mà bác uh, bác sĩ Choi chúng ta quen mồm như thế thôi nhưng bác sĩ Choi chính là một chuyên gia về hồi phục thể lực bạn uh, một ngày mới có nó là đi kim mạng mua có được tặng ví không anh Hải được nhé bạn nhé Chào anh, em rất thích kênh của anh lắm Bạn Lợi Nguyễn, cảm ơn bạn rất là nhiều, mình luôn luôn cố gắng Bạn Phim uh, của nó là bạn có đồng ý rằng Thái Lan Chơi tốt hơn Indonesia và Việt Nam Thái Lan thì đẳng cấp của họ cao hơn Nhưng mà nếu mà để mà chọn ra một cái chiến thắng Hay nhất của những đội bóng Đông Nam Á Thì mình chọn trận đấu của Indonesia ngày hôm qua Họ chơi với Australia cực kỳ hay Từ cường độ tiết tấu cho đến Cái sự tự tin cho đến Cái sự chứng chặt và ngày hôm qua Hay lắm phải nói là thủ môn của Indonesia chơi quá hay luôn. Bây giờ các bạn mới thấy liên đoàn bóng đá Indonesia đã đúng đắn như thế nào khi vất đặt niềm tin vào huấn luyện viên Shin Yang. 4 năm không biết đến mùi chiến thắng, không biết vô địch là gì. Nhưng đúng là 4 năm đấy là huấn luyện viên Shin Yang đã thay đổi cho Indonesia đến tận từng tế bào. Và bây giờ các bạn nhìn thấy quá hay luôn. Bạn Đà Phan có nói là bóng đá Việt Nam chỉ có ông Park khéo léo dùng người dùng sức hợp lý thôi thì có tí thành tích chứ các huấn luyện viên thuần túy thì không có cửa đâu đừng mơ. Em cũng thừa nhận là bóng đá Việt Nam trong năm nay thì khó mà có thể có được một cái kết quả tốt như những gì chúng ta mong mỏi. Bạn Sơn Ca có nói là trận đấu có quá nhiều thẻ đỏ không liên quan đến bạo lực xem chán quá anh Hải. Không bạn đừng chán Như thế là đúng Con đường này là con đường chắc chắn là bóng đá thế giới phải đi Bởi vì càng về sau thì luật lệ nó đưa ra để bảo vệ các trận đấu Bảo vệ các cầu thủ Bởi vì nếu không thì sẽ rất là nguy hiểm Số lượng người xem của chúng ta bây giờ đang là 10, trên 12.000 người Mà số lượng người like bây giờ mới chỉ là 3.000 Tức là chỉ bằng 1 phần tư thôi các bạn ai chưa like các bạn dành ra cho mình một giây các bạn like cho mình Ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho mình nhá Ấn vào nút đăng ký nhớ ấn vào chuông và chọn thông báo thì khi nào có danh sách ứng cử viên cho chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia thứ tự các ứng cử viên đó cũng như là những điều khoản mà liên đoàn đàm phán với họ mình sẽ thông báo với các bạn ngay cảm ơn mọi người rất nhiều à, không có gì đâu gặp Thái Lan Malai cho tắt điện ghét nhất là Indonesia sĩ hảo ô Indonesia họ hay đấy các bạn có thể không thích người ta, các bạn có thể có rất là nhiều những cái có cái chuyện này chuyện kia nhưng mà mình phải nói thật là Indonesia mạnh. Indonesia hay. Đầu tháng 5 này có huấn luyện mới à anh? Không, mình nghĩ là cuối tháng 5. Cuối tháng 5 chúng ta sẽ có Bạn à, sĩ phúc của nó là theo anh Hải làm sao nâng được tình trạng chạm đáy của đội tuyển Việt Nam. Bây giờ nó chạm đáy rồi thì bất cứ cái gì chúng ta làm thì nó cũng sẽ nổi lên thôi. Nhưng quan trọng là chúng ta cần phải làm nó nhanh, làm nó nhanh và làm nó quyết đoán. Mình nghĩ là như vậy. Nói chung là còn rất nhiều thứ. À, để đến tối mình sẽ chia sẻ với các bạn. Mình sẽ cần thêm một buổi chiều nữa để lấy thêm thông tin và chiều ngày hôm nay mình sẽ nói với các bạn về Malaysia, sẽ nói với các bạn về à, đội hình của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chơi với Indonesia à với chơi với Malaysia. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì Minh Hải xin được kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp.